Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chương trình tường thuật cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023. Cảm ơn Tôn Đông Á đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, hôm nay đoàn đua cấp truyền hình bước vào thi đấu chặng 22 từ Cần Thơ về Long Xuyên, lộ trình chỉ dài hơn 80 km nhưng đã mang đến những diễn biến tấn công rất quyết tâm của các tay đua. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý của chặng đua thứ 22. Lúc này thì ông Trần Duy Hùng, trưởng phòng quản lý thể thao thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã phất cờ cho các vận động viên thi đấu chặng đua thứ 22 từ Cần Thơ đi Long Xuyên. Các vận động viên và lúc này đang đi ở trục đường Trần Văn Khéo nằm giữa sân vận động của Cần Thơ và nhà thi đấu đa năng của thành phố Cần Thơ. Trên bảng tổng sắp cá nhân vào lúc này quý vị có thể nhìn thấy ở trên màn hình, chiếc áo vàng vẫn đang thuộc về Peter Rikunov của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Ở vị trí thứ hai là Igor Frolov của đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama, với khoảng cách ngày hôm nay đã bị kéo giãn ra thành 5 phút và 4 giây so với áo vàng. Ở vị trí thứ ba là Vladislav Rionov và vị trí thứ tư vẫn là Javier Sadaperez. Còn đây là bảng xếp hạng áo xanh, Peter Rikunov vẫn đang đứng vững vàng ở vị trí đầu tiên với 198 điểm. Ở vị trí thứ hai là tay đua Nguyễn Văn Bình của đội thành phố Hồ Chí Minh New Group với 130 điểm. Trên bảng xếp hạng áo trắng, tay đua đang dẫn đầu vẫn đang là Phạm Lê Xuân Lộc của đội quân khu 7. Trên bảng xếp hạng áo cam, tay đua đang dẫn đầu vẫn đang là Nguyễn Thắng của đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Đối với bảng xếp hạng đồng đội thì đội tập đoàn Lộc Trời An Giang vẫn đang là đội dẫn đầu. Ở vị trí thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh Vinama và ở vị trí thứ ba là đội Dược Domasco Đồng Tháp. Như vậy là lúc này thì trọng tài đã phất cờ cho các vận động viên xuất phát thi đấu chính thức chặng đua từ Cần Thơ về Long Xuyên. Và chúng ta ngay lập tức đã được thấy những cuộc tấn công nổ ra ở phía đầu của đoàn đua. Từ góc quay flycam cam chúng ta đã được thấy một nhóm khoảng 3-4 tay đua ngay lập tức đã tăng tốc để cố gắng tách ra khỏi đoàn đông. Tốc độ ghi nhận được vào lúc này đang lên đến hơn 50 km/h. Và đang có một tay đua đang bước lên ở phía trên và theo sau sát anh, đó là một nhóm khoảng 7 tay đua. Nhưng ở phía sau thì đương nhiên vẫn là sự cầm nhịp đến từ các tay đua của tập đoàn Lộc Trời và gạo hàng Lộc Trời An Giang. Vâng, tiếp tục là những động thái tấn công để tách đi. Và ở đoàn đông phía sau cũng là những tay đua với những màu áo khác, chứ không phải là những màu áo trắng xanh của tập đoàn Lộc Trời hay gạo hàng Lộc Trời. Những động thái rất chủ động. Và có vẻ như đó là những chiếc áo đỏ của đội đua Canada Đồng Nai muốn ghim tốc độ của nhóm sau lại. Nhưng ngay lập tức đã có những động thái tấn công để tách lên phía trên. Một thế tấn công rất chủ động của các học trò huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú ngay từ khi xuất phát. Như vậy lúc này hai tay đua đều sinh năm 2004 đã bị bắt lại. Và phía trước có lẽ là các tay đua của 60 Châu Thế Vĩnh Long và của Dobergan Đồng Tháp đang nỗ lực bắt tốc độ để có thể tách toán. Chúng ta đang thấy có 7 tay đua thoát lên phía trên. Và ở phía sau thì sau khi đã nỗ lực bắt lại vào top đi đầu của các tay đua tập đoàn Lộc Trời và gạo Học Trời, thì dường như tốc độ ở nhóm sau cũng đang dần bị rè lại, không tăng tốc quá quyết liệt. Nhưng hiện tại thì 7 tay đua đi đầu có lẽ vẫn chưa có được sự đồng lòng để thoát lên. Và hiện tại thì họ vẫn đang bị bám rất sát bởi tốc đông ở phía sau. Chúng ta cũng có thể thấy tốc độ của đoàn đua lúc này lên đến 50 km/h. Đây là tốc độ phải nói là rất cao. Tiếp tục có thêm một tình huống nhấn bàn đạp để tách ra của hai tay đua. Đó có lẽ là một tay đua của thành phố Hồ Chí Minh New Group và một tay đua của số 20 Châu Thế Vĩnh Long. Nhóm 7 tay đua vừa qua cũng đã bị tốc đông bắt lại. Thêm một tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Vinama cũng muốn thoát ra và kéo theo là một tay đua của Đồng Nai, số 20 Châu Thế Vĩnh Long. Và những tay đua còn lại cũng đang cố gắng tạo nên những thành viên trong top đi đầu này. Tốc độ của đoàn đua vẫn đang được duy trì ở mức rất cao, trên 50 km/h. Có thể thấy là mặt đường mặc dù hẹp nhưng mà rất thoáng và bằng phẳng. Và cùng với đó là thời tiết cũng không có nắng, nên các tay đua cũng đang chơi với một tinh thần rất cống hiến. Vừa rồi đã có một cú nhấn bàn đạp của một tay đua thành phố Hồ Chí Minh Vinama.
Và theo rất sát ngay phía sau anh là một tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp và tập đoàn Lộc Trời An Giang. Họ đang tạo nên khoảng cách để bước ra được với tốc đông ở phía sau. Một thế trận rất chủ động của đội đua tập đoàn Lộc Trời và cả Lộc Trời. Một tay đua của số 20 Châu Thế Vĩnh Long, Dược Domesco Đồng Tháp, và ngay lập tức là Nguyễn Văn Nhã của quân của 7 cũng đang bắt vào. Đây có lẽ là top đi đầu với 6 tay đua. Trần Lê Minh Tuấn cũng bắt đầu pháo đi để bắt vào nhóm này. Còn khoảng hơn 15km nữa sẽ tiến đến điểm giải thưởng dọc đường duy nhất của chặng đua này. Đặng Văn Bảo Anh của 620 Châu Thế Vĩnh Long, Trần Nguyễn Minh Trí của Dược Domesco Đồng Tháp. Bên góc phải có lẽ là những tay đua nằm trong top 2. Như vậy lúc này thì đoàn đua đã tách ra thành 3 nhóm. Và nhóm đầu tiên có 6 tay đua. Nhóm thứ hai cũng có 6 tay đua. Và nhóm thứ ba sẽ là một đoàn đông gồm các chiếc áo. Khoảng cách giữa nhóm sau và nhóm đầu tiên cũng chỉ khoảng 30 giây mà thôi. 15 giây và cách toán đồng 40 giây. Tốc độ của 3 nhóm ở thời điểm này, tốc độ nhóm đầu tiên tương đối tốt. Tuy nhiên tốc độ của cả 3 nhóm cũng gần tương đồng với nhau. Như vậy mà khoảng cách về thời gian cho đến thời điểm này giữa 3 nhóm chúng ta thấy cũng không có sự dịch chuyển là bao. Vẫn là 16-17 giây giữa các nhóm. Hôm nay Trần Nguyễn Minh Trí đang làm đầu máy kéo ở phía trên, rồi sau đó là Nguyễn Văn Nhã. Chúng tôi xin lưu ý lại trong nhóm đầu tiên có hai tay đua của quân khu 7, đó là Nguyễn Hữu Thành và Nguyễn Văn Nhã. Tay đua số 84-85 Nguyễn Trúc Sinh của thành phố Hồ Chí Minh New Group cũng có mặt trong nhóm này. Bên cạnh đó là Minh Trí và Domesco Đồng Tháp, Nguyễn Phạm Quốc Khang của Đồng Nai. Và số 113 là Đặng Văn Bảo Anh của 620 Châu Thế Vĩnh Long. Đây là nhóm 6 tay đua của nhóm đầu tiên. Lúc này Nguyễn Văn Nhã của quân khu 7 đang phát pháo tấn công. Và kéo ngay sau đó đó là Nguyễn Phạm Quốc Khang. Tấp sầu vẫn là những guồng chân rất đều để làm đầu máy kéo cho tấp đông. Tấp đông là tấp 3 vẫn đang duy trì một khoảng cách chỉ vừa phải thôi, khoảng 30 giây so với tấp 1. Rõ ràng vẫn là một mục tiêu kiểm soát hoàn toàn đường đua ở chặng đua này. Như vậy lúc này nhóm đầu tiên đã có 7 tay đua. Thêm một tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp đã có mặt trong nhóm này cùng với Trần Nguyễn Minh Trí. Cú nhấn bàn đạp của tay đua Dược Domesco Đồng Tháp đã loại đi Nguyễn Hữu Thành của quân khu 7 ở top đi đầu này. Và bây giờ thì quân khu 7 chỉ còn lại Nguyễn Văn Nhã thôi. Còn khoảng 800m nữa thôi. Nhưng nhóm phía sau cũng đã ngay lập tức nhấn bàn đạp để bắt vào tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp. Đó có lẽ là tay đua Lê Hải Đăng. Lê Hải Đăng chứ không phải là Phạm Quốc Cường. Như vậy Lê Hải Đăng là người đã chiến thắng ở đêm giải thưởng dọc đường duy nhất ở chặng đua này tại huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ. Kính thú vị, như vậy là với những guồng chân mạnh mẽ thì tập thể Đồng Tháp, Dược Domesco Đồng Tháp đã là những người thi đấu rất thành công ở điểm thưởng dọc đường đầu tiên ở trong chặng đua ngày hôm nay. Khi mà tay đua Lê Hải Đăng là người cán điểm swing đầu tiên, về vị trí thứ hai đó là Nguyễn Phạm Quốc Khang của Đồng Nai, Trần Nguyễn Minh Trí về vị trí thứ ba, và tay đua giành vị trí thứ tư đó là Nguyễn Văn Nhã của ekip quân khu 7. Đây là nhóm các tay đua tiếp theo khi mà Basanku Miyamasuren vừa vượt qua điểm swing này, và ngay phía sau họ đó là đoàn đông do tập thể tập đoàn Lộc Trời An Giang và gạo hàng Ngọc Trời An Giang kiểm soát. Trọng tài cũng đã thông báo khoảng cách giữa đoàn đông phía sau và nhóm các tay đua đi đầu lúc này đang là 1 phút. Kết quả điểm sprint duy nhất trong chặng đua ngày hôm nay gồm có 47, 71, 42 và 84. Vâng thú vị, bây giờ thì Thế Mẫn đang có mặt ở trong nhóm đầu tiên với 6 tay đua. Lúc này ở phía đằng sau thì đang có thêm 3 tay đua nữa đang tăng tốc để bắt vào. Ở trong nhóm đầu tiên này thì đang có 2 tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp, đó là Trần Nguyễn Minh Trí và Lê Hải Đăng. Hải Đăng là người đã giành chiến thắng ở sprint đầu tiên. Lúc này thì trong cuộc cạnh tranh ở thứ hạng đồng đội thì Dược Domesco Đồng Tháp đang tạm thời đứng hàng 3 và đang có một khoảng cách là hơn 5 phút so với đội hàng 4 là New Group. Như vậy là đã có thêm 3 tay đua đã bắt kịp vào trong nhóm đầu tiên này, trong đó có Basanku. Như vậy là sau khi ekip Đồng Nai nhận thấy là mình thiệt quân so với Dược Domesco Đồng Tháp thì huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú đã cử Basanku tăng tốc để bắt kịp vào trong nhóm đầu tiên này. Như vậy lúc này thì Basanku đã tăng tốc để phát pháo tấn công, và lập tức là Trúc Sinh đã phải tăng tốc để bắt vào.
Một diễn biến rất bất ngờ khi mà Basanku đã tăng tốc từ phía dưới lên. Và bây giờ anh cũng chính là người đã phát pháo để tấn công. Như vậy là hiện tại Taido đang dẫn đầu là Basanku Miyamasuren của đội đua Đồng Nai. Đang có cách biệt là khoảng hơn 30 giây so với tốc đầu ở phía sau. Nhưng với khoảng cách như thế này và chỉ có một mình Basanku đi ở phía trên thì cũng sẽ rất khó có thể đi được. Và lúc này đã có một tông tấn công tiếp theo và dẫn đầu là các tay đua của quân khu 7. Vẫn có thể thấy rằng khi đã xuất hiện những động thái tấn công như vậy tách khỏi tốc đồng thì ngay lập tức những tay đua của tập đoàn Lộc Trời An Giang cũng cắt cử nhân sự để theo sát. Cú nhấn bàn đạp của một tay đua Thành phố Hồ Chí Minh Vidama. Có lẽ là của Trần Thanh Điền và ngay sát phía sau là một chiếc áo của tập đoàn Lộc Trời. Một chiếc áo xanh của Đồng Nai đã phát pháo lên. Hôm nay thì tấp đồng có áo vàng Peter Rigonov. Chỉ còn cách nhóm đi đầu của Basanku Miyamasuren là khoảng 10 giây thôi. Vẫn là những diễn biến tôi nghĩ rằng rất thoải mái và dễ chịu cho đội đua tập đoàn Lộc Trời và gạo hàng Lộc Trời cho đến thời điểm này. Khi họ cũng còn cách với mục tiêu của mình không quá xa nữa, khoảng 20 km nữa. Những diễn biến vẫn đang khá êm ả và thuận lợi cho các học trò huấn luyện viên Lê Thành Liêm. Đang có một tay đua của quân đội bước lên. Rõ ràng ngay khi đoàn đồng bắt vào được ba tay đua của ekip Đồng Nai và Canada Đồng Nai thì một tay đua của quân đội đã thoát lên được, tay đua số 91 Đặng Hoàng Linh. Tay đua 20 tuổi của đội đua quân đội đã lựa thời điểm để nhấn bàn đạp tách ra. Dường như đây là một chặng đua mà cả hai huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú và Trần Thôi phối hợp với nhau để thực hiện những pha tấn công. Hết các đội đua của Đồng Nai thì giờ đây đến đội đua của quân đội và quân khu 7. Những màn tấn công phải nói là cực kỳ lý thú để khiến cho các tay đua của tập đoàn Lộc Trời và Gà Lộc Trời An Giang phải làm việc cực kỳ mệt mỏi và phải làm hết sức mình để có thể kiểm soát được chặng đua. Vâng, đây là nhóm 5 tay đua đi đầu, có một tay đua của Đồng Nai, 2 tay đua của Canada Đồng Nai. Số bạn 1 tay đua của Canada Đồng Nai và 2 tay đua của quân đội, cùng với đó là một chiếc áo vàng của ekip Hà Nội. Đây là tay đua Nguyễn Tấn Phúc của đội đua Đồng Nai. Có lẽ là tay đua đã chủ động tách ra được một đối thủ của quân đội và đang nỗ lực bước lên phía trên. Liên tiếp là những động thái chơi rất quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú cho đến thời điểm này. Sau những nỗ lực của Nguyễn Văn Hiếu, Đặng Thành Được và Trần Trọng Phúc thì bây giờ Nguyễn Tấn Phúc là người đã phát pháo và tách lên được. Nhưng có lẽ khoảng cách cũng không đáng kể cho đến thời điểm này so với đoàn đồng ở phía sau. Về cách biệt mà Nguyễn Tấn Phúc đang tạo ra được với tốc đồng là khoảng 10 giây vẫn là một khoảng cách nằm trong tầm kiểm soát và cũng ngay trong tầm mắt của các tay đua tập đoàn Lộc Trời và gạo hàng Lộc Trời. Phải nói là rất hồi hộp chờ đợi xem là động thái ở phía sau sẽ như thế nào. Chúng ta đã liên tục nhắc đến các đội đua của An Giang, nhưng quan trọng là ở phía sau vượt Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp hay kể cả Thành phố Hồ Chí Minh Vinama hay Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Và cùng với đó như 620 Châu Thới Vĩnh Long, Đồng Nai và quân khu 7 cũng đang chờ đợi thời cơ để thực hiện những mục tiêu chiến thuật của mình ở chặng đua này. Còn 15 km nữa sẽ về đến đích đến tại phố đi bộ thành phố Long Xuyên. Nguyễn Tấn Phúc vẫn đang duy trì vận tốc và khoảng trên dưới 40 km/h. Nhưng cách biệt vào lúc này chỉ là 10 giây mà thôi. Một thế trận như thế này thì rõ ràng cũng không gây quá nhiều áp lực cho đội đua của huấn luyện viên Lê Thành Liêm. Họ cũng đang chờ đợi sẵn sàng và giữ sự tập trung ở mức cao nhất để chờ đợi các động thái tấn công từ những đội đua đang chờ đợi thời cơ ở phía sau lưng họ. Đoàn đua đã chính thức bước vào địa phận thành phố Long Xuyên, đã đi qua được khu vực cổng chào. Còn cách đích không quá xa nữa. Rất hồi hộp chờ đợi những động thái khi mà các đội đua của tập đoàn Lộc Trời An Giang và gạo Hậu Trời An Giang vẫn đang làm thành một tông rất dài. Và nếu như họ chọn thời điểm để nhấn bàn đạp tạo tốc độ cao thì sẽ rất khó để những đội đua phía sau có thể làm tông. Và chúng ta hãy chờ xem đội đua nào sẽ thực hiện chiến thuật chen lên phá tông của đội tập đoàn Lộc Trời và gạo Hậu Trời An Giang. Đua của Dopagan Đồng Tháp cũng đã có những động thái muốn nhóm lên. Bây giờ có lẽ thời điểm 5 km cuối là thời điểm để các tay đua vượt Domesco Đồng Tháp đẩy tốc độ lên để làm tông thứ hai song song với tông của tập đoàn Lộc Trời và gạo Hồng Trời đến lời đến nay.
Và chúng ta đang chờ đợi cả ba tông tấn công từ bên phải và bên trái. Bên phải là của hai đội đua xứ Sen Hồng và bên trái là của Nhựa Bình Minh Bình Dương và cả Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Đó chính là những động thái chen cọt của các tay đua Dược Domenico Đồng Tháp và Dopagang Đồng Tháp. Trần Tuấn Kiệt cũng đã xuất hiện trong khung hình của chúng ta. Những pha tấn công phải nói là cực kỳ hấp dẫn ở lúc này, khi mà cách đến còn 6 km nữa. Vladislav Duinov là tay đua đã nhấn bàn đạp bước lên. Một tay đua có khả năng đua cá nhân tính giờ tốt bước lên phía trên là một sự đe dọa thật sự cho khả năng giành chiến thắng chặn của các tay đua bên phía An Giang, nên họ ngay lập tức sẽ phải nỗ lực để bắt vào lúc này. New Group đang thực hiện tiếp tục đợt tấn công. Một pha tấn công của Vladislav Duinov. Những động thái tấn công liên tiếp của tay đua Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Những cú nhấn bàn đạp có thể sẽ khiến cho một số mắt xích của tập đoàn lập trời và cao lập trời bị tuột lại. Nhưng vẫn là một quyết tâm kiểm soát toàn bộ chặng đua này đến từ các học trò huấn luyện viên Lê Thanh Liêm. Bên phải là thời cơ để các tay đua của Đồng Tháp có thể bước lên để làm tông. Louis đã xuất hiện trong góc quay này. 3 km cuối rồi. Hai tông đi rất đẹp của hai đội đua Đồng Tháp và An Giang. Đang làm chủ tốc độ đó là tông của các tay đua Dược Domenico Đồng Tháp để đưa Trần Tuấn Kiệt về tranh chấp nước rút. Với thế trận như thế này thì Peter Rikunov có lẽ sẽ không dám mạo hiểm để băng lên, bởi vì tốc độ cao và sau đó là một khúc cua. Và đây sẽ là một khúc cua tương đối mạo hiểm nếu như Peter Rikunov, người đang giữ chiếc áo vàng, muốn tăng lên tấn công. Nhưng tay đua này thì luôn luôn sẽ nỗ lực để tìm ra một khoảng cách hợp lý nhất. Và lúc này các tay đua của Kenda Đồng Nai cũng đang bắn lên ở bên phía bên phải sát tông của Dược Domenico Đồng Tháp. Vladislav Duinov cũng đang chờ đợi thời cơ của mình và có thêm một tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Nguyễn Tấn Hoài đang bám ngay phía sau của Trần Tuấn Kiệt, và phía sau Nguyễn Tấn Hoài đó là Nguyễn Văn Bình. Lúc này một tông khác của tập đoàn Lộc Trời đang vươn lên để chiếm vị trí thượng phong trong việc tăng tốc này của Dược Domenico Đồng Tháp. Và rõ ràng lúc này áo vàng cũng đang chen lên, anh đang trong vị trí thứ 5 thứ 6. Vâng, và đó là động thái để chọn vị trí tốt để khi tiến đến đoạn góc cua ở trục đường Trận Đạo và sau đó rẽ vào đường Nguyễn Huệ sẽ là thời điểm để Peter Rikunov chọn cho mình vị trí thích hợp nhất. Chỉ còn vài trăm mét nữa là các tay đua sẽ rẽ vào đường Nguyễn Huệ. Họ vẫn đang thi đấu đầy nỗ lực ở trên đường Trận Đạo. Và bây giờ chúng ta hãy chờ xem. 800 mét cuối, Peter Rikunov đang là tay đua giữ vị trí thứ hai. Peter Rikunov rất quyết tâm để có thể giành chiến thắng. Đang đưa hơi cho Peter Rikunov rồi. Louis và bám sát phía sau chắc chắn là Trần Tuấn Kiệt. 400 mét cuối. Một không khí cực kỳ cuồng nhiệt và tất cả các tay đua đều tăng tốc. Peter Rikunov đang bước lên. Trần Tuấn Kiệt bám rất chắc với Peter Rikunov. Louis vẫn chưa tách ra. Và lần cuối cùng 100 mét cuối. Peter Rikunov. Quá mạnh. Không thể nào, không thể cản nổi. Chiến thắng lần thứ 10. Chúng ta một lần nữa xem lại pha tấn công cuối cùng. Peter Rikunov quá mạnh. Anh ra chân trước. Hơi của anh dài hơn tất cả. Và anh kéo một mạch, bỏ lại tất cả các tay đua khác ở phía sau. Trần Tuấn Kiệt nỗ lực bám theo nhưng không thể nào bám theo được một tốc độ quá cao của Peter Rikunov. Nguyễn Văn Bình cũng đã nỗ lực ở phía sau. Nhưng chiến thắng là của Peter Rikunov. Thứ hai là của Louis Destriac. Congratulations, the 10th victory. Amazing. How are you feeling? Yeah, it's very amazing. Ngày hôm nay là một chặng đua cũng rất là quan trọng với ekip An Giang, bởi vì ngày hôm nay thì trở về những cung đường sân nhà quen thuộc và có thêm người hâm mộ nữa, thì đó cũng là một cái động lực nhưng cũng là áp lực đối với ekip An Giang. Nhưng mà ngày hôm nay thì tập thể An Giang cũng đã chơi rất tuyệt vời, họ đã kiểm soát đoàn đua và làm việc rất tuyệt vời, và sau đó thì tạo điều kiện để cho Peter Rikunov có vị trí tốt nhất để giành chiến thắng. Now you are very very strong and what's your target in the final race? Điều lớn nhất của Rikunov đó là sẽ theo sát team của mình, đội của mình, để mà anh có thể giữ được áo vàng đến chặng cuối cùng. Và đó là một thành tích tuyệt vời. Áo vàng được giữ từ chặng đầu tiên đến chặng cuối cùng, đó là một kỷ lục, một thành tích tuyệt vời.
chúc mừng cho top 5 vận động viên về đầu tại chặng 22. Đứng thứ 5 sẽ được chúc mừng vận động viên Nguyễn Văn Bình đến từ thành phố Hồ Chí Minh New Group. Hạng 4 chúc mừng vận động viên Nguyễn Tấn Hoài đến từ tập đoàn Lộc Trời. Hạng 3 vận động viên Trần Tuấn Kiệt đến từ Dobagan Đồng Tháp. Hạng 2 sẽ được chúc mừng Loic Desriac của Dược Domesco Đồng Tháp. Và hạng nhất rất xuất sắc, Peter Rikudov trong màu áo của tập đoàn Lộc Trời đã ngời ngời khí thế tiến về đích ngay tại quê hương của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Xin chúc mừng và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đặng Anh Kiệt, giám đốc trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời ông Lương Vũ Phong, giám đốc trung tâm tin tức đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đoàn Đình Khôi Nguyên, phó giám đốc khối kinh doanh nội địa công ty cổ phần Tô Đông Á. Trân trọng kính mời quý đại biểu tiến lên sân khấu trao giải thưởng cho 5 vận động viên xuất sắc giành chiến thắng tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Xin chúc mừng các tay đua, xin trân trọng cảm ơn ông Đặng Anh Kiệt, ông Lương Vũ Phong và ông Đoàn Đình Khôi Nguyên. Tiếp theo ở giải thưởng đồng đội chặng sẽ được chúc mừng cho các tập thể. Hạng 3 chúc mừng tập thể Đồng Nai. Hạng 2 xin chúc mừng tập đoàn Lộc Trời An Giang. Và hạng nhất xin được chúc mừng tập thể Quân khu 7. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đặng Xuân Dương và trân trọng kính mời ông Trần Đăng Khôi, thành viên ban tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023. Tiến lên sân khấu trao giải thưởng đồng đội chặng đến cho các tập thể xuất sắc tại chặng 22. Xin chúc mừng cho các tập thể Quân khu 7, tập đoàn Lộc Trời và Đồng Nai. Xin trân trọng cảm ơn ông Đặng Xuân Dương và ông Trần Đăng Khôi. Sau 22 chặng đua, giải thưởng áo trắng vẫn tiếp tục thuộc về tay đua Phạm Lê Xuân Lộc đến từ Quân khu 7. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Mã Diệu Cương, nguyên phó tổng giám đốc đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Tân, nguyên phó tổng giám đốc đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời quý đại biểu tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Chúc mừng tay đua trẻ Phạm Lê Xuân Lộc của Quân khu 7. Xin trân trọng cảm ơn ông Mã Diệu Cương và ông Nguyễn Chí Tân. Vua nước rút, chúng tôi xin chúc mừng cho tay đua Peter Rikunov tiếp tục bảo vệ được chiếc áo xanh của mình. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Võ Thị Xuân Kiều, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên. Trân trọng kính mời ông Ngô Quang Vinh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng ban tổ chức cuộc đua. Và trân trọng kính mời ông Hồ Song Ngọc, tổng giám đốc công ty cổ phần Tô Đông Á tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo xanh cho tay đua rất xuất sắc Peter Rikudov của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Và xin trân trọng cảm ơn bà Võ Thị Xuân Kiều, xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Quang Vinh và ông Hồ Song Ngọc. Giải thưởng áo cam dành cho vận động viên ấn tượng, vận động viên người Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng tổng sắp sau 22 chặng, xin chúc mừng tay đua Nguyễn Thắng của Vinama thành phố Hồ Chí Minh. Và ở giải thưởng áo cam, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đào Sĩ Tuấn, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Lên, giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo cam cho tay đua Nguyễn Thắng của Vinama thành phố Hồ Chí Minh. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho tay đua Nguyễn Thắng của Vinama thành phố Hồ Chí Minh. Sau 22 chặng thi đấu thì không chỉ bảo vệ thành công giải thưởng áo xanh, Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang tiếp tục là người giữ chiếc áo vàng. Xin chúc mừng và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Khánh Hiệp, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời nhà báo Cao Anh Minh, tổng giám đốc đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 tiến lên sân khấu trao giải thưởng danh giá nhất này đến cho tay đua của tập đoàn Lộc Trời An Giang, Peter Rikunov. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Khánh Hiệp và nhà báo Cao Anh Minh. Once again, congratulations to Peter Rikunov from tập đoàn Lộc Trời An Giang. Có lẽ Rikunov đã quá quen thuộc với cảm giác chiến thắng ở đích đến. Nhưng chiến thắng này ngày hôm nay rõ ràng mang ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn khi diễn ra ngay trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ ở Long Xuyên, An Giang. Và thêm một chiến thắng chặng nữa khẳng định sức mạnh và sự quyết tâm rất lớn của đội đua An Giang ở cuộc đua năm nay. Chương trình tường thuật cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Chặng 23 cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 từ tượng đài Bác Tôn, các tay đua xuất phát đi qua đất Sen Hồng Đồng Tháp và về đích đến tại thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, lộ trình 133,3 km. Lộ trình dài cùng thời tiết nắng nóng đặc trưng Tây Nam Bộ sẽ là thử thách lớn cho đoàn đua. Tay đua nào sẽ cán đích đầu tiên tại Mỹ Tho?
Hãy đón xem truyền hình trực tiếp chặng 23 Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ ngày 28 tháng 4 trên HTV9 và HTV Thể thao. Thiên Quyền S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.